Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Câu hỏi số 12. Ăn uống theo phương pháp trường sinh có cần kết hợp với vấn đề nhịn ăn hay không? Trong phương pháp này, tiên sinh Oshawa cũng thường đề cập đến vấn đề nhịn ăn. Nhịn ăn nói ở đây hoàn toàn không ăn gì cả, không ăn cơm mà cũng chẳng ăn rau quả. Không cho chất khoáng, chất bổ hay sinh tố nào vào người, chỉ dùng một chút ít nước lã đun sôi để nguội. Khi thấy khát, nên phải xem quyển Tuyệt thực đi về đâu của Thái Khắc Lễ và hỏi những người có kinh nghiệm về vấn đề này mà hiểu cho rõ hơn để khỏi lúng túng trong khi thực hành. Bởi đây tuy là một phương pháp điều trị tuyệt diệu, nhưng không phải ai ai cũng làm được và thường bị người thiếu hiểu biết hay không có khả năng nhịn ăn, đả kích. Thế nên phép này thường áp dụng, cần phải hiểu biết, can đảm và có người kinh nghiệm, chỉ vẽ thì lợi ích vô cùng, nhất là đối với các chứng bệnh nan y và cấp tính. Ở đây tôi xin đề ra trường hợp của người thân của mình để chứng minh. Tôi có một người bà con cô bác lớn tuổi mắt mờ, vì giác mạc, bệnh mãn tính và nhất là bong võng mạc cấp tính. Cả tập thể bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn khoảng năm 2000, hội chẩn và cả một giáo sư chuyên khoa mắt ở Canada qua cũng chịu thua và cho về nhà. Tôi nói với cô, bác sĩ Tây, ta đều chịu thua đấy. Cô biết không, thôi bây giờ cô nghe lời tôi, nhịn ăn vài ngày để chữa gấp cái bệnh này. Sách vở tôi đọc nó có nói rõ, hy vọng khỏi, không chết đâu mà sợ. Nghe tôi khuyên có lý bà chịu. Qua ngày nhịn ăn thứ nhì, đêm đến nước mắt bà rơi ướt đẫm gối. Tôi tưởng là bà khóc vì không cho ăn, nhưng bà nói, không biết sao, nhờ nước mắt ra nhiều nên đôi mắt cảm thấy nhẹ hẳn đi. Bà về quê tôi khuyên bà tiếp tục ăn gạo lứt, thế gạo trắng, thì nay thì bà dường như là đi trước khi bị bong võng mạc. Đây là cách chữa của nhà tiên sinh Oshawa trong quyển. Jean-Marc Robotis bảo rằng, bác sĩ của các bạn sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Còn tôi trước đây khoảng 10 năm cũng vì ăn uống không chặt chẽ, nên một ngày nọ bị viêm kết mạc cấp tính. Mắt trái, mới trong vòng có 2 ngày mà con mắt này đục ngầu như một viên bi cẩm thạch trắng. Và nhờ có tuyệt thực trong vòng 8 ngày, mỗi ngày qua là một phần trắng giã mất dần để nhường lại phần đen vốn có của mắt. Còn con mắt bệnh của tôi đã trở lại bình thường một cách tuyệt vời. Nhưng cái tuyệt vời này không phải không chịu gian khổ và can đảm mà có được. Thời gian nhịn ăn trong mấy ngày đầu rất là khó chịu. Ngày thứ ba, thứ tư tôi ói ra mật xanh, mật vàng. Nhưng vì kết quả tốt thấy rõ từng ngày nên không sợ hãi và thấy rất đáng bỏ công. Ha ha ha, muốn xem mơ tí rồi.